Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 10, 2023 các bạn nhé. Đấy, khai mạc và sẽ đánh cây và gửi cho các bạn các anh chị cây tao giống mùa 2023, 2024. Đấy thì đến thời điểm này thì các loại cây tao đã nói chung là cũng đã bắt đầu gọi là cảm thấy ổn ổn thì mình sẽ gọi là bắt đầu đánh và để gửi cho các bạn các anh chị nhé. Thì cây táo mùa 2023, 2024 thì cây rất là đẹp luôn rồi các bạn. Đó. Đấy, nó gọi là mênh mông và bạt ngàn. Đấy, thì cây giờ đang hoa. Đấy, đây là khu này là khu này. Đó, đang hoa này. Đại mật này các bạn. Đấy. Tao xuân. Đó, đây, xuân này. Hoa nó rất nhiều luôn các bạn ạ. Đấy thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ đánh cây và gửi cho các bạn các anh chị. Đa phần là đến thời điểm này thì rơi khoảng tầm 4-50 bác rồi đó. Đa phần là các bác các anh chị gọi là trồng theo kiểu tinh thần thôi, vài ba cây 5-7 cây để chơi thôi. Còn ví dụ các farm rộng thì mình vẫn tư vấn là các bác cứ bình tĩnh đã. Bởi vì làm đất này, quá trình làm đất, quá trình trồng thì nó mất nhiều công, nhiều sức hơn. Và để mà trồng mà để mà chăm sóc mà kỹ là cái thời điểm này thì nhiều ngoài Bắc ấy, trồng là phải tưới nước nhiều hơn rất là nhiều các bạn nhé. Bởi vì thời tiết thời điểm này thì nó cũng còn đang nắng này, nắng kiểu nắng cuối thu đầu đông đấy các bạn. Đấy thì là cái việc mà tưới nước rất là quan trọng. Thế nên là nếu ví dụ các bác mà trồng nhiều thì có lẽ là tưới cũng sẽ chưa được ổn được. Bởi vì là sẽ không cung cấp đủ nước cho nó thì nó sẽ khả năng là cái việc mà phát triển cũng như là sống của nó thì có lẽ là không được cao. Còn nếu mà bình thường các bác trồng 2-3 cây, 5-7 cây trồng chơi, trồng tinh thần ấy, thì cái việc chăm sóc nó rất là đơn giản. Đấy, nên là mình vẫn đang tư vấn cho các bạn. Và ngày hôm nay thì sẽ gửi đơn cho các bạn các anh chị nhé. Số lượng cây thì đến hôm nay thì đánh nó rơi vào khoảng 2.500 cây thôi, 2.500 cây các bạn nhé. Đấy, và cái lượng cây để gửi cho các anh chị trong cái thời điểm này thì cũng đã rất là ok rồi. Đấy, còn các bạn mà có đất rồi thì cũng có thể trồng được. Đấy, còn trong miền Nam thì ở ngoài Bắc thì cái thời điểm này thì trồng thì có lẽ là nó hơi sớm một chút. Nếu trồng các farm rộng ấy, còn trồng ít ít thì ok. Còn bên trong miền Nam thì trồng gần như quanh năm. Đấy, thì các bác cũng có thể tham khảo và có thể là lấy và trồng được luôn rồi. Đấy thì hôm nay 24 tháng 10 các bạn ạ. Rất là tiếc là được lời mời của Sapa TV để lên Tân Gia, nhưng mà thực sự một cái lý do đó là mình là công chức nhà nước mà đang trong tuần làm việc thì cũng không thể bố trí được, nên rất là buồn. Bởi vì thấy anh em ở trên mạng YouTube anh em gọi là đông đủ quần tụ về Lào Cai, về Sapa, về nhà của Hải Sapa TV ấy. Nên là mình rất là buồn, không sắp xếp được. Em cũng chỉ biết là gửi lời chào cũng như là gửi lãng hoa để chúc mừng thôi, còn thì không tham dự và cũng không lên được nhé. Đấy, rất là thực sự là một cái dịp rất là tiếc cho bản thân mình luôn đấy các bạn. Đấy thì trong cái buổi chiều hôm nay thì gọi là giới thiệu các bạn như vậy và mời các bạn cùng ra thăm cái vườn táo nhé. Vườn táo được sau cái vườn này là vườn của ông anh mình, còn vườn phía bên dưới là vườn của mình. Vườn dưới mình thì quả nó cũng tương đối là thưa. Đấy, còn cây giống đây thì lát mình sẽ về và cập nhật cho các bạn cái cây giống nhé. Mình sẽ đang đánh để ở nhà hết rồi và tối thì sẽ cho anh em gói nhé, và sẽ gói cây và lên đơn và để gửi cho các bạn các anh chị. Đấy, miền Bắc thì 1-2 hôm các anh chị nhận được thôi, còn miền Nam thì sau vài ba ngày thì các bạn các anh chị nhận được. Đấy, thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra thăm vườn táo nhé. Đấy, còn thì cái tiệc mừng nhà mới Tân Gia của Hải thì bắt đầu chiều mai. Đấy, dự là nếu sắp xếp được là chiều nay mình đi này, nhưng mà cuối cùng là mình cũng lại trong một cái đoàn công tác của ngành nên là mình không đi được. Đó. Nên là mình cũng phải chia sẻ các bạn các anh chị là không bố trí được, nên là thời điểm này đi quay video chơi ở vườn táo này. Còn trong khi đó các anh chị em đang đông đủ tại Lào Cai, đông đủ tại Sapa rồi, rất là đông và toàn gọi là quy tụ cái lượng YouTuber khắp cả nước luôn nha các bạn nhé. Toàn kênh lớn chứ không kênh lẹt đẹt như kiểu của mình đâu. Bởi mình thực ra là cái hàng cò con anh em giao lưu nông nghiệp nên là ít người xem, còn các anh em kênh lớn cực kỳ lớn luôn. Đang quần tụ ở Sapa, đang quần tụ tại Lào Cai, đang tập trung ở nhà Hải để tầm này chiều mai này các bạn này, tầm này chiều mai sẽ chính thức diễn ra cái tiệc của tại nhà Hải. Đó. Thì đấy cũng là cái gọi là một cái lời mời rất là chân tình, trân trọng của Hải Sapa TV dành cho kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Tuy nhiên là mình cũng rất là tiếc cho bản thân mình và thực sự cũng chỉ biết lời chúc mừng cho vợ chồng Hải gọi là Tân Gia phát đạt. Đấy, có nhà trăm tỷ rồi thì chuẩn bị có nhà, có cơ ngơi nghìn tỷ các bạn. Khủng khiếp thật đúng không các bạn? Thôi bây giờ chúng ta trăm tỷ nghìn tỷ thì cũng phải đều làm bằng công sức lao động cả. Còn chúng ta không muốn trăm tỷ nghìn tỷ thì chúng ta có 1 tỷ, có vài trăm triệu cũng là tốt rồi. Thì đấy, muốn có được hay không thì chúng ta, nếu là nông nghiệp nông dân thì chúng ta trồng táo các bạn nhé. Trồng táo thì có chục triệu trăm triệu rồi dần dần nó khác ra tỷ cũng nhỉ. Đấy, tóm lại là sức nào thì kiểu là gà nào thì bới thóc đó thôi. Nhà mình gà nhỏ thì bới rảnh ít rảnh bé nhỉ. Đó đấy, thì muốn có tiền tỷ thì cũng là trồng táo này cũng được này các bạn này, trồng táo nhé, các bác tham khảo nhé. Còn bây giờ thôi mà các bạn ra vườn táo đây. Đó. Nói chung là làm nông nghiệp thì cũng là cái niềm vui các bạn ạ, và cũng là cái nguồn thu nhé. Ví dụ như là các bác có đất lớn bây giờ như là Hoàng Anh Gia Lai các bạn, thu hàng nghìn tỷ về farm nông nghiệp. Nhưng mà chúng ta là không thể có được, nông dân chúng ta thì không thể có nguồn tư liệu sản xuất cực kỳ lớn như vậy được. Để chúng ta có đất của chúng ta thì chúng ta cũng sản xuất được và trồng được, và cũng để thu nhập cũng tương đối là tốt từ cây táo này các bạn nhé. Chưa kể là mình không nói là cây vải, vì vải chỗ mình thì nó là cái cây mà chủ lực của Lục Ngạn quê mình rồi. Còn với cây táo này thì cây vải thì trồng được chủ yếu là phát triển Lục Ngạn mình thì quả nó đẹp và chất lượng nó ok thôi. Trồng các vùng khác thì cũng đẹp nhưng mà chất lượng chưa không bằng được. Và nhiều vùng khác thì nó là không phải là cái cây mà có thể trồng được ấy, tức là nó theo cái địa bàn địa lý. Nhưng với cây táo này thì khác, nó lại trồng tất cả ở mọi nơi được các bạn nhé. Và thị trường tiêu thụ thì cực kỳ rộng luôn. Nên là với cái tốc độ và trồng và chăm sóc cũng như là để mà đem lại thu nhập thì nó cũng rất là ok. Đó. Có tiền tỷ thì cũng muốn trồng từ cây táo này lên này các bạn này. Đó, táo xuân này các bạn nhé, xuân vàng đây. Quả thì rất là nhiều. Đây là những cái gốc của nhà anh trai mình luôn các bạn nhé. Cây thì rất là đẹp. Đây, quả có thể là lượng to cũng có mà lượng bi cũng nhiều các bạn ạ. Bi thì nó là vô địch thiên hạ rồi. Đấy thì trồng cái táo này thì cây giống mình gửi cho các bạn các anh chị ấy, thì trồng từ bây giờ thì nó sẽ tầm ra riêng, nó sẽ có lọc vào tầm tháng 4 tháng 5 nó sẽ có quả. Như miền Nam là đó có quả rồi các bạn nhé. Miền Bắc thì tầm tháng 7 tháng 8 thì rất là ok nhé. Ở chỗ này của nhà anh là mới trồng ra. Tức là cây này là cây mới trồng đấy gì? Đại mật à? À Đài Loan thường à? Đó, cây mới trồng từ tháng 2 đến giờ. Ở trong miền Nam tầm này là sai lắm rồi. Miền Bắc của mình thì cái lớp này cơ bản là cái lớp đầu, cái lớp 5 tháng 8 vừa rồi là bén lớp mưa anh nhỉ? Mưa lên đây, chết hết hoa cái lớp đấy. Hỏng hết hoa đây, mất một lớp. Chỗ này là trước đây là cái gì, là cây gì anh? Trồng. À, tức là trước là đất nhà ông Phương, còn bây giờ mới đổi sang gì? À, thế đổi lấy chỗ nào? Anh Duy? À, rồi. Đó là ông Phương lấy ở trên, còn anh lấy ở dưới này. Rồi, thế dưới này của anh lại cũng rộng ra thêm thì cũng vừa liền nhỉ? Vâng, thôi thế tốt rồi. Ừ, thế là ok rồi. Thế là tính là ranh giới là từ cái chỗ ấy kìa, từ chỗ xuống à? À rồi. Thế chỗ này của anh có bao nhiêu cây táo? Ừ. Cây con này có cây trồng thêm này có 30 cây. Thế còn cây to cũng phải 40 cây à? Cây to 40 cây à? Đấy. Gọi là giới thiệu qua một chút nhé. Còn bây giờ mà các bạn sẽ về cùng mình sẽ gói cây nhé, gói cây táo giống để cho các bác các anh chị trồng cái vụ 2023 này. Nhưng mà đa phần mình chia sẻ là những cái gửi cho các bác các anh chị này thì đa phần là 2.500 cây này là gửi toàn bộ cho các anh chị, gửi gần như kiểu là trồng chơi thôi. Chứ còn để làm farm thì các bác ấy mình vẫn đã tư vấn rồi là cứ để bình tĩnh đã. Kể miền Bắc cũng như miền Nam nhé. Đấy thì chắc khoảng tầm gửi cho các farm lớn thì sẽ khoảng tầm sau một chút. Đấy, tóm lại hết cái đợt này. Đó thì mình sẽ cập nhật luôn cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ về nhà sẽ cùng gói cây và thăm cây giống với mình nhé. Xin mời các bạn. Còn đây là số cây táo mà mình đã cho anh em đánh từ vườn về đấy các bạn nhé. Đó, đây, số lượng cây táo này. Đó. Đây là cây đào vàng này các bạn này, lá đào vàng này, đó, lá tròn này. Đấy thì đấy, đào vàng này. Nói chung là phân ra các loại luôn ở đây rồi. Bởi vì các anh chị thì lấy rất nhiều loại nên là mình cũng sẽ đánh đủ luôn các loại luôn. Đào mật, kim đào mật. Kim đào mật thì mình đang đánh về đây. Anh em đang đánh ở phía sau đây. Đấy thì sẽ tối sẽ mang về luôn nhé. Sẽ đóng và gửi cho các bạn các anh chị. Đấy thì toàn bộ là đến thời điểm này là mình đang gọi là đánh cây bầu trước nhé. Còn cây dễ trần thì sẽ khoảng tầm hơn, gọi là tầm sang tháng 10 âm thì mình sẽ đánh cây bầu, cây dễ trần để cho nó yên tâm. Bởi vì thực ra là cây dễ trần và cây bầu thì rất nhiều các bác các anh chị nếu như ở đất trồng táo thì các bác đều biết là trồng cây dễ trần còn sướng hơn cây bầu cơ. Mình phải chia sẻ một cái chân tình thế. Bởi vì cây dễ trần thì thường thường là đội mình nó thả ra rễ, thả ra ra luống ấy, rễ, bộ rễ của nó phát triển ở trong này này, bộ rễ phát triển đây, cái bộ rễ phát triển ở trong cái bầu này các bạn nhé. Đây, bộ rễ phát triển ở trong cái bầu nó còn khỏe hơn, tức là nhiều rễ hơn đấy. Thế nhiều bác ở trong miền Nam mà rũ rễ thì có sống không? Bởi vì thấy những cái video hay là thấy những cái hình ảnh mà đánh rũ rễ như đống cây sắn ấy. Tôi yên tâm nha các bác nhé, yên tâm sống 100%. Còn thời điểm này thì nếu đánh cây rũ rễ ra thì nó chưa được đảm bảo nên là mình lại phải đánh cây bầu. Bởi vì là rũ rễ thì nó phải qua 1-2 đợt rét ấy, nó xuống cây xong rồi nó cảm thấy là nó đanh cây lại thì nó sẽ yên tâm hơn. Còn thời điểm này đánh cây rũ rễ thì sẽ không, nó chưa được đảm bảo nữa. Đó, thì với cái tốc độ là như vậy thì sẽ trồng các bác trồng từ bây giờ đến tầm tháng đây, các bác về các bác trồng nhé, cắt thì mình hướng dẫn luôn. Các bác về mình gửi cây như này, các bác về cắt bớt đi và trồng từ đây, trồng dâm cuốc cái lỗ trồng ngang từ đây xuống dưới. Các bạn có thể là mở lại trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn, mình cũng hướng dẫn cách trồng táo rồi đấy. Những cây dễ trần ở vườn năm ngoái nhà mình hướng dẫn rất là chi tiết ở cái video phần 8 nhé, phá vườn cam để trồng táo đấy. Thế thì các bạn có thể xem lại. Còn cái vườn táo mình đang làm cũng như ươm giống ấy thì chính là cái vườn cam mình phá đi ấy. Và cũng có video hướng dẫn ở đó rồi. Các bạn về cắt bớt cái phần này đi, cắt bỏ phần này trên đi và trồng để nó ra mậm từ đây xuống đến đây. Khi nó cây nó lên thì những cái mậm ở cây thực sinh thì các bạn vặt bớt đi, vặt bỏ hết đi nhé, không phải bớt. Để 1-2 mậm ở trên phía trên này, 2-3 mậm hoặc 1-2 mậm để nó phát triển là ok thôi. Thế còn thì những cái cây mà tóm lại là phía trên nó có hoa hết ấy, mình đều cắt bỏ đi hết đúng nhỉ? Tức là cắt bỏ đi hết để về trồng để nó lên mầm mới, chứ không trồng những cái cây mà nhiều bạn cứ hỏi là cây bao nhiêu, cây cao bao nhiêu như thế nào rồi, và cây cao bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là về mình vẫn cắt đi như thế này để gửi cho các bạn, chứ mình không gửi cả chậu hoặc là gửi cả một cái tán to như vậy các bạn nhé. Đây là toàn bộ là số lượng cây để gói cho các bạn các anh chị đây. Dự là sẽ gói trong khoảng 2 hôm thì sẽ hết cái lượng cây này. Vì là hôm nay thì có lẽ là mình cũng không gói được, buổi tối nay sẽ cử khoảng tầm 4 anh em, 4-5 anh chị em gói nhé, sẽ xong để gửi cho bạn trong. Còn nếu mai chưa gói hết thì sẽ hôm nay không gói hết thì mai sẽ gói cho hoàn thiện luôn các bạn. Đó thì các bạn các anh chị mà trồng có đất rồi thì các anh chị cũng có thể trồng farm táo nhiều ấy, trồng hàng chục hàng trăm cây thì các bạn có thể là trồng ok. Còn bác nào mà muốn lấy rễ trần thì để sang tháng tới các bạn nhé. Dễ trần thì sang tháng tới. Còn trồng chơi, trồng một vài cây, trồng miền Nam, miền Bắc thì có thể là ok rồi. Đấy, thì trong hôm nay thì mình sẽ gói để gửi cho các bạn các anh chị. Đấy. Loại táo giống thì ở đây có Đài Loan này, táo xuân này, táo đại mật này, kim đào mật này, táo đào vàng này, táo chua này. Đấy, táo Thái này cũng có, ghép táo Thái. Còn một số cây táo hồng này thì mình vừa rồi cũng xin được một vài anh em ở trong miền Nam thì mình ghép ở phía đằng sau kia mấy cây táo hồng này. Bây giờ mình mời các bạn lên thăm cây táo hồng nhé. Mình ghép vào một vài, tóm lại là đợt ấy thì mình đi Hà Giang và cũng ở nhà thì cho ông em ghép. Ông em ghép thì cũng được một số thôi, tóm lại là không lên được nhiều. Thì có lẽ là cây táo hồng năm nay thì mình sẽ chưa nhân được ra. Thì sẽ năm tới thì sẽ có giống cây táo hồng để cho vụ 2025 các bạn nhé. Mùa này thì chưa có táo hồng để cho miền Nam. Còn thì không biết là có phải cây táo đào vàng, có phải là táo hồng không thì mình không rõ. Bởi vì anh em Cà Mau với Cần Thơ hỏi mình rất là nhiều. Nhưng mà đây là cây lá táo đào vàng đây này các bạn này. Nó tròn xe đây này. Đó. Thì mình sẽ khi mà mình trồng táo hồng năm nay xong mình sẽ so sánh có phải là táo đào vàng hay không thì sẽ trả lời, bởi vì có khả năng là cùng một loại nhưng mà tên vùng miền nó lại gọi khác nhau chẳng hạn, nên là cũng chưa rõ được. Đấy, còn thì cây táo hồng thì mình để phía đường sau kia, có mấy cây ghép ở cái ụ phía sau này, mời các bạn lên phía trên nhé. Đây, mấy cây táo hồng thì mình cho ghép, mình ghép vào đây các bạn này. Đó, khả năng là lá cũng có thì phải đây. Mình cho ghép lên đây này. Đấy, đây là những mắt cây táo hồng này. Đó. Lá lá cũng có thể tựa giống phải không các bạn? Đấy, cái chỗ này là được 5-7 cây, còn ngoài kia thì được khoảng tầm 3-40 cây thì phải. Ngoài kia thì được khoảng 3-40 cây. Lúc trước là cũng mắt của em của anh em Bạc Liêu gửi ra cho mình. Đó. Thì đây là những cây táo hồng nhé. Đó, đây, cây này thì đợt tới mình sẽ đánh ra đất để trồng. Cây giờ đang chuẩn bị có hoa rồi này, đang chuẩn bị cho hoa rồi này. Có lẽ là mình sẽ để 1-2 cây ở khu này. Vậy thì cũng hôm nay cũng ở trong cái video này nó chính thức gọi là đánh cây táo mùa 2023 các bạn nhé. 2023 để phục vụ các bạn các anh chị. Để các anh chị có nhu cầu trồng chơi, nói chung là trồng chơi, trồng làm cảnh, trồng gọi giải trí, trồng tinh thần ở trên sân thượng ban công. Đó, hay là trồng farm, trồng làm kinh tế, trồng để đem lại thu nhập cho gia đình. Thì các bạn alo cho mình theo số điện thoại 0368052750 nhé. Tư vấn cho các bạn tận tình chi tiết luôn. Từ miền Nam đến miền Bắc và cách trồng, cách chăm sóc, kỹ thuật rồi các sâu bệnh rồi thì các loại luôn, để đảm bảo cho các bạn có thu nhập tốt cho gia đình. Thì các bạn có thể tham khảo trên các video cũ, trên danh mục video những cái năm trước nhỉ, thì rất nhiều các bạn các anh chị cũng đã từ miền Nam miền Bắc nhỉ đã đem lại thu nhập tốt cho gia đình mình rồi. Thì cũng xin chúc bà con chúng ta được mùa được giá và luôn đồng hành ủng hộ kênh Núi Đồi Lục Ngạn và ủng hộ sản phẩm đó là cây táo giống trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Một nữa xin chào và cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì sẽ chuẩn bị đóng cây giống cho các bạn nhé, gói cây giống cho tất cả các bạn. 1-2 hôm nữa các anh chị sẽ nhận được cây và thanh toán tiền tại nhà là ok thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.